Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Ngày 2 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký các quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng và ông Đỗ Hùng Việt làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, bà Lê Thị Thu Hằng và ông Đỗ Hùng Việt đều đảm nhận cả chức vụ kiêm trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao. Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng sinh năm 1972, tốt nghiệp cử nhân Anh Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bà Hằng cũng có bằng cử nhân luật, Trường Đại học Luật Hà Nội. Bà Lê Thị Thu Hằng có bằng thạc sĩ ngoại giao và truyền thông quốc tế, Đại học Tây Anh, Vương quốc Anh, bà thông thạo tiếng Anh, tiếng Nga. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng có nhiều năm công tác tại Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, đảm nhiệm nhiều cương vị, là người có nhiều kinh nghiệm làm việc với báo chí trong nước và quốc tế. Từ năm 1996, bà bắt đầu công tác tại Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao. Tháng 5 năm 2001, bà làm tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Sau nhiệm kỳ tại Liên bang Nga, bà trở lại công tác tại Vụ Thông tin Báo chí. Bà từng làm Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, trước khi trở thành tham tán công sứ, người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, nhiệm kỳ 2012 đến 2015. Tháng 3 năm 2017, bà được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Thông tin Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Hiện nay, Bộ Ngoại giao có 5 thứ trưởng giúp việc cho Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, gồm các ông, bà, Nguyễn Minh Vũ, Hà Kim Ngọc, Phạm Quang Hiệu, Đỗ Hùng Việt và Lê Thị Thu Hằng.